Vị tướng miền Trung đủ tài và đức để tiếp nối sự nghiệp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông là ai? Kính thưa quý vị và các bạn, sự kiện chính trị Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xin từ chức và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội đồng ý, có thể nói đã gây chấn động dư luận trong và ngoài nước. Nhiều người trong chúng ta khi nghe tin này đã ngày càng tin vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, cho dù người đó là ai. Con đường phía trước của công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với quyết tâm chính trị của toàn đảng, sự quan tâm đồng lòng, sự quyết tâm trong nhận thức và hành động của toàn dân sẽ vượt qua bằng sức mạnh nội sinh, cội nguồn là sức mạnh niềm tin của dân đối với đảng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhân dân ta cũng không khỏi lo lắng một điều rằng ai sẽ là người đủ đức và tài để gánh vác trọng trách thay cho Bác Trọng ở nhiệm kỳ tới? Khi mà tuổi của Bác ngày một già đi, sức khỏe ngày một yếu đi, trong khi đó trọng trách thì quá lớn. Người dân lo cho sức khỏe của Bác không chỉ vì Bác hiện đang là lãnh đạo cao nhất của cả đảng và nhà nước, mà còn bởi Bác là linh hồn của công cuộc phòng chống tham nhũng, chỉnh đốn đảng. Người dân lo cho sức khỏe của Bác bởi Bác là chỗ dựa tinh thần, là niềm tin cậy, là người nhóm lò vĩ đại trong công cuộc phòng chống tham nhũng. Người dân lo cho Bác còn bởi lòng yêu mến và sự kính trọng đối với cá nhân người, một tấm gương mẫu mực về nhân cách và phong cách. Vậy nhiệm kỳ tới, nếu như Bác không còn tiếp tục gánh vác sự nghiệp, thì ai sẽ là người đảm nhận trọng trách lớn lao này? Sau đây, chúng tôi sẽ cùng với quý vị điểm lại lịch sử các thời Tổng Bí thư của Đảng ta, xem trước khi trở thành Tổng Bí thư họ giữ trọng trách gì và những tiêu chuẩn để trở thành Tổng Bí thư hiện nay là gì, và ai sẽ là người hội tụ đầy đủ tính liêm trung, ưu tú để đảm nhận trách nhiệm này. Kỳ 1. Tổng Bí thư Đảng qua các thời kỳ. Trước khi trở thành Tổng Bí thư, họ giữ chức vụ gì? Chân dung 12 Tổng Bí thư trong hơn 90 năm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đầu tiên, người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh năm 1890, mất năm 1969, quê Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Bác là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, người giữ chức Chủ tịch Đảng từ tháng 2 năm 1951 đến tháng 10 năm 1956 và từ tháng 9 năm 1960 đến khi mất năm 1969. Bác là Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 10 năm 1956 đến tháng 9 năm 1960. Tổng Bí thư thứ nhất, đồng chí Trần Phú, năm sinh 1904, năm mất 1931, quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Tháng 10 năm 1930, ông được bầu làm Tổng Bí thư và là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Trong quá trình hoạt động tháng 4 năm 1931, ông bị thực dân Pháp bắt trước sự tra tấn và đầy ải của kẻ thù. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã hy sinh ngày 6 tháng 9 năm 1931. Trước lúc hy sinh, ông đã nhắn gửi đồng chí đồng bào lời nói bất hủ: hãy giữ vững chí khí chiến đấu. Như vậy, ông làm Tổng Bí thư từ tháng 10 năm 1930 đến tháng 4 năm 1931. 2. Đồng chí Lê Hồng Phong, sinh năm 1902, mất năm 1942, quê huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Ông làm Tổng Bí thư từ tháng 3 năm 1935 đến tháng 10 năm 1936. Trong quá trình hoạt động sau đó, vào cuối năm 1940, ông bị thực dân Pháp bắt và đẩy ra Côn Đảo. Trước sự tra tấn hành hạ của kẻ địch, ông qua đời ngày 6 tháng 9 năm 1942. 3. Đồng chí Hà Huy Tập, sinh năm 1906, mất năm 1941, quê huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Ông làm Tổng Bí thư từ tháng 10 năm 1936 đến tháng 3 năm 1938. Trong quá trình hoạt động cách mạng, từ tháng 5 năm 1938 đến tháng 3 năm 1940, hai lần ông bị thực dân Pháp bắt và bị kết án tử hình.
Ngày 28 tháng 8 năm 1941, ông bị địch sử bắn tại ngã tư giếng nước ở Hóc Môn, Gia Định. Gia Định nay là thành phố Hồ Chí Minh. 4. Đồng chí Nguyễn Văn Cử, sinh năm 1912, mất năm 1941, quê Từ Sơn, Bắc Ninh. Ông làm Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 3 năm 1938 đến tháng 1 năm 1940. Trong quá trình hoạt động, ông bị thực dân Pháp bắt. Sau khi bị kẻ địch tra tấn dã man, chúng đã xử bắn ông ngày 28 tháng 8 năm 1941 ở Hóc Môn, Gia Định. 5. Đồng chí Trường Chinh, sinh năm 1907, mất năm 1988. Ông tên thật là Đặng Xuân Khu, quê Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định. Ông là Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 5 năm 1941 đến tháng 10 năm 1956 và từ tháng 7 năm 1986 đến tháng 12 năm 1986. Trong quá trình hoạt động và công tác, ngoài hai lần làm Tổng Bí thư, ông từng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nay gọi là Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nay gọi là Chủ tịch nước. 6. Đồng chí Lê Duẩn, sinh năm 1907, mất năm 1986, quê huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Ông làm Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 9 năm 1960 đến tháng 7 năm 1986. Ông cũng là người giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng ta lâu nhất, gần 26 năm. Trước khi ra Hà Nội công tác, ông từng giữ chức Bí thư Xứ ủy, rồi Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Xứ ủy Nam Bộ. 7. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1915, mất năm 1998, quê huyện Mỹ Văn, Hưng Yên. Ông làm Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 12 năm 1986 đến tháng 6 năm 1991. Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư. 8. Đồng chí Đỗ Mười, sinh năm 1917, mất năm 2018, tên thật là Nguyễn Duy Cống, quê xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông làm Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 12 năm 1997. Trong quá trình công tác, ông từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo như Bộ trưởng Bộ Nội thương, Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Phủ Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, rồi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ. 9. Đồng chí Lê Khả Phiêu, ông sinh năm 1931, quê Thanh Hóa. Ông làm Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. Cuộc đời hoạt động của ông gắn với con đường binh nghiệp. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến đấu ở Campuchia. Ông có quân hàm thượng tướng và từng giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trước khi trở thành Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Khả Phiêu giữ chức Thường trực Ban Bí thư. 10. Đồng chí Nông Đức Mạnh, ông sinh năm 1940, quê xã Cường Lợi, huyện Na Dì, Bắc Cạn. Ông làm Tổng Bí thư hai khóa từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 1 năm 2011. Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái, nay đã tách thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn, Trưởng Ban Dân tộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa 10. 11. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông sinh năm 1944, quê xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông làm Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 1 năm 2011 đến nay. Vào tháng 10 năm 2018, ông được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tham gia Thường trực Bộ Chính trị từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 4 năm 2001. Sau này gọi là Thường trực Ban Bí thư. Đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14, 15. Qua đây, như vậy nếu như không tính người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì Đảng ta đã trải qua 11 vị Tổng Bí thư. Trước khi trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, các vị ấy thường trải qua các chức vụ Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn xem tiếp kỳ tới, tiêu chuẩn chức danh Tổng Bí thư hiện nay. Về tiêu chuẩn chức danh Tổng Bí thư, theo tiểu mục 2.3 mục 2 phần 1 quy định 214 quy định Trung ương năm 2020 như sau. Phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất, năng lực sau đây. Có uy tín cao trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và nhân dân, là trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng. Có trình độ cao về lý luận chính trị, có kiến thức sâu rộng toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng, quản lý nhà nước. Có bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, năng lực nghiên cứu phát hiện, đề xuất và quyết đoán, bình tĩnh, sáng suốt trước những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của đảng, của quốc gia, của dân tộc. Có năng lực lãnh đạo điều hành Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Có năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, cán bộ chủ chốt. Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành Trung ương. Tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Như vậy, căn cứ theo suốt chiều dài lịch sử của Đảng ta, căn cứ theo tiêu chuẩn để trở thành Tổng Bí thư, thì họ phải trải qua ít nhất một nhiệm kỳ là Ủy viên Bộ Chính trị và tuổi không vượt quá 65 cho lần bầu cử tới. Như vậy, nếu theo lịch sử Đảng, thì hiện nay chúng ta chỉ còn 3 người có thể thay thế Bác Trọng làm Tổng Bí thư là: thứ nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính; thứ hai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; và thứ ba, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Do hiện nay vẫn chống chức danh Chủ tịch nước, trong số 3 vị trên thì Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng sinh năm 1958, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sinh năm 1957. Cả 3 vị lãnh đạo này đều quá tuổi theo tiêu chuẩn vào năm 2026. Vì vậy, nếu có sức khỏe tốt, họ sẽ vào diện trường hợp đặc biệt để tái cử và gánh vác trọng trách thay Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong lịch sử của Đảng ta chưa có tiền lệ Tổng Bí thư là phụ nữ. Vì vậy, chúng ta chỉ đi tìm hiểu sự nghiệp và xuất thân của hai vị tiến sĩ xứ Thanh Nghệ này, xem họ hội tụ đức và tài để đảm nhận chức vụ Tổng Bí thư hay không. Thứ nhất, sự nghiệp Thủ tướng Phạm Minh Chính. Từ một vị tướng tình báo tới Thủ tướng nước Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngày sinh mùng 10 tháng 12 năm 1958, quê quán huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn phó giáo sư tiến sĩ luật, kỹ sư xây dựng. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11-12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14. Tóm tắt quá trình công tác: năm 1984 được phân công làm nghiên cứu viên khoa học Cục Nghiên cứu Khoa học Kinh tế và Kỹ thuật Bộ Nội vụ. Năm 1989 là bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Romania. Năm 1996 công tác tại Bộ Công an. Năm 2000 bảo vệ luận án tiến sĩ luật. Năm 2006 được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an, từng là chuyên viên cấp cao Văn phòng Chính phủ, giảng viên đại học. Tháng 4 năm 2007 được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân. Tháng 12 năm 2009 phụ trách Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an. Tháng 2 năm 2010 được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an. Tháng 3 năm 2010 được phong học hàm
phó giáo sư chuyên ngành luật. Tháng 7 năm 2010 được thăng cấp bậc hàm trung tướng. Tháng 8 năm 2010 là thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 1 năm 2011 là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11. Tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2015, Bộ Chính trị điều động phân công tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa 13, nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 4 năm 2015 đến tháng 1 năm 2016, Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến tháng 1 năm 2016, tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 2016, Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 4 năm 2021, Quốc hội bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Tiếp theo, sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sự nghiệp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để chúng ta có cái nhìn khách quan về hai vị lãnh đạo cấp cao này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày sinh 15 tháng 3 năm 1957, quê quán huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn giáo sư, tiến sĩ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Tóm tắt quá trình công tác. Từ tháng 9 năm 1979 đến năm 1985 là giảng viên Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính, Phó Bí thư Liên đoàn Khoa Kế toán, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường. Từ năm 1985 đến năm 1986, Học viên Khoa Châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Từ năm 1986 đến năm 1990, nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia, Bí thư chi bộ, đơn vị trưởng lưu học sinh và sau đó là trưởng hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislava. Từ năm 1991 đến năm 1992 là giảng viên khoa kế toán Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Từ tháng 10 năm 1992 đến tháng 5 năm 1993 là đảng ủy viên đảng bộ, phó trưởng khoa kế toán trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Từ tháng 6 năm 1993 đến tháng 2 năm 1999 là đảng ủy viên đảng bộ, quyền trưởng khoa rồi trưởng khoa kế toán trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Từ tháng 3 năm 1999 đến tháng 6 năm 2001 là phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, đảng ủy viên đảng bộ Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Từ tháng 7 năm 2001 đến tháng 7 năm 2006 là ủy viên Ban cán sự Đảng, phó tổng kiểm toán nhà nước, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan kinh tế Trung ương. Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, được bầu là ủy viên Trung ương Đảng. Từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 7 năm 2011 là tổng kiểm toán nhà nước, bí thư Đảng ủy cơ quan, bí thư Ban cán sự Đảng kiểm toán nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, được bầu là ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 13. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012 là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, đại biểu Quốc hội khóa 13. Tháng 12 năm 2012 đến tháng 4 năm 2016 là trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 13. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 2 năm 2020, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội khóa 13, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ,
trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ từ tháng 6 năm 2016, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ngày 7 tháng 2 năm 2020, Bộ Chính trị điều động phân công tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 11 tháng 6 năm 2020, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ. Ngày 12 tháng 10 năm 2020, tại Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội, ông tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tiếp tục được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 31 tháng 3 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Trên đây là thông tin hai vị lãnh đạo sáng giá nhất hội tụ đầy đủ tài và đức để gánh vác trọng trách Tổng Bí thư thay cho bác Nguyễn Phú Trọng sau khi nghỉ hưu. Nếu đem lên bàn cân so sánh thì thật khó để đánh giá được ai hơn ai. Cả hai đều có thời gian học tập và công tác ở nước ngoài. Đồng chí Phạm Minh Chính công tác tại Rumani thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghiên cứu sinh tại Bratislava. Thủ tướng Phạm Minh Chính về Quảng Ninh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy thì ông Vương Đình Huệ cũng về giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Thật khó để đánh giá xem ai giỏi hơn ai ở hai vị lãnh đạo này. Chỉ thấy họ có điểm chung duy nhất là đều trưởng thành từ vùng quê nghèo khó xứ Thanh Nghệ mà vươn lên. Các bạn mong ai sẽ làm Tổng Bí thư gánh vác trọng trách thay bác Trọng thì đừng quên để lại lời bình bên dưới video nhé. Còn những người làm kênh Biên Ơn Tiểu Sử chúng tôi thì mong bác Phạm Minh Chính sẽ làm Tổng Bí thư, một vị tướng vươn lên từ gian khó để trưởng thành. Trên đây là bài viết Vị tướng miền Trung đủ tài và đức để tiếp nối sự nghiệp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông là ai? Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn vui vẻ.